Tối ngày 22 tháng 9, nhiều hoạt động đa dạng như thi bảy mâm ngũ quả đón Trung thu, thi làm bánh nướng bánh dẻo do các em học sinh tự làm, thi nhảy flatmode giữa các lớp, được trường Trung học cơ sở Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, cơ sở Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội tổ chức với tên gọi Trăng sáng trường Lương để đón Tết Trung thu 2018. Được biết đây là năm thứ 30 trường Lương Thế Vinh tổ chức chương trình chào đón Tết Trung thu cho các em học sinh. Thông qua các hoạt động tập thể, rèn luyện tính kiên nhẫn, chăm chỉ cho các em, nhà trường cũng muốn gửi thông điệp tới các thế hệ học sinh về tình yêu thương, tinh thần đoàn kết vì một tập thể vững mạnh, luôn học hết sức, chơi hết mình, chứ không chỉ là những tiết học căng thẳng, khô khan trên lớp. Năm nay việc các con tự làm bánh trung thu, bánh nướng, bánh dẻo là lúi húi làm. Nhà tôi cũng nói là cái sinh hoạt tập thể là rất cần thiết để tạo cho các con những cái biết giúp đỡ nhau, tất cả những cái mà hoạt động của trường để nhằm gắn kết tất cả các học sinh ở trong trường, giáo dục các con tinh thần tập thể, hòa đồng và thương yêu nhau. Cái nội dung tổ chức của nhà trường rất sát với thực tế, mang một cái chiều hướng là đi sâu về cội nguồn, thể hiện qua những cái bài hát, bài nhảy của các con, cũng mang tính chất lịch sử và cũng mang một cái tính chất là hiện đại đến bây giờ để cho các con nó nhớ về cội nguồn, nhớ về những cái truyền thống văn hóa. Cái nội dung của mâm cỗ thì nhà trường đưa ra cái chủ đề ấy, nó rất là ý nghĩa, thể hiện một cái tính chất là mang về cái cội nguồn về bánh nướng, bánh dẻo rồi những cái con thú múa lân. Thế là mình rất là vui và mình rất là hạnh phúc, cũng như là mình cảm giác là nó rất là ấm cúng, đầm ấm, thân thiện giữa nhà trường, giáo viên và phụ huynh. Thì mình thấy là trường Lương hoạt động song hành với học tập và hoạt động của các con thì rất là sát thực tế. Cháu thấy ở tiểu học trung thu thì trường chỉ cho tổ chức ở trên lớp thôi chứ không to như của trường Lương Thế Vinh. Trường Lương Thế Vinh thì tổ chức rất là to và vui ạ. Đây là năm đầu tiên cháu được làm bánh trung thu. Cháu làm được một cái bánh dẻo, một cái bánh nướng. Đây là buổi gọi là trung thu cuối cùng của em. Em học ở đây được từ năm lớp 6 đến giờ thì cũng được 7 năm rồi ạ. Nên là em thấy là năm nay cái rõ nhất mà em nhìn thấy là cái cuộc thi flatmode của các lớp. Thì đây là lần đầu tiên mà trường mình tổ chức những cái cuộc thi như này ở trong trung thu ấy ạ. Nên em thấy là đây là một trung thu gọi là đặc biệt nhất rồi ạ. Ngay từ lúc đầu mà bọn em mở cuộc thi flatmode như thế này ạ, thì các lớp đã đăng ký tham gia là có tổng cộng đến 27 lớp, là cả cấp 2 cả lớp 3 đến đăng ký tham gia. Thì đấy, nó cũng là một cái gọi là tinh thần tập thể của các học sinh ở trong trường ấy ạ. Thì em nghĩ là cái cuộc thi này sẽ giúp các lớp như là đoàn kết hơn, với cả gọi là sau cái này thì tinh thần lớp cũng đi cao hơn. Cảm xúc của em là bây giờ hiện tại là rất là vui ạ. Vì là cũng một phần là vì cái những tiết mục flashmob rất là hay ạ. Và bọn em cũng đã cố gắng hết sức để tạo nên một trong những bài nhảy có vẻ là thú vị và đáng yêu nhất của trong những tiết mục flashmob ạ. So với tất cả các bạn mà cùng thi thì các bạn lựa chọn trang phục rất là ngầu ạ. Thế nhưng mà bọn em muốn tạo một điểm nhấn khác biệt so với các lớp khác là bọn em sẽ đáng yêu ạ. Đối với lớp em thì bọn em mang đến thông điệp là bảo vệ động vật, tức là tất cả các con vật khi mà bị săn bắn một cách vô tội vạ thì được những con vật đấy đã đứng dậy để bảo vệ cho công lý của mình ạ. Cảm xúc của em thì bọn em không diễn tả nổi, nhưng mà cũng từ là rất là tuyệt ạ, rất là vui ạ. Thật sự là em rất hào hức đến đây chương trình hôm nay, và hôm nay lớp em biểu diễn rất là tốt nên là em rất là vui. Bọn em tập thì cũng không mất quá nhiều thời gian ạ, bởi vì mọi người đều kiểu rất là nhanh chóng thực hiện. Có những cái chương trình như thế này thì em thấy là em có thêm kỹ năng để lãnh đạo, rồi là tham gia các hoạt động sôi nổi hơn.